con, trễ giờ của mẹ rồi. Trời, sao hai này lề mề quá vậy ta? Sao hai đứa con lề mề quá? Sáng nào cũng vậy á. Mẹ đã lo cho con á, ăn uống nè, quần áo này nọ kia, để trễ giờ làm của mẹ rồi, con có biết không? Bực mình. Bực mình quá đi thiệt á. Sáng nào cũng vậy á. Mẹ đã nói với hai con rồi, làm gì cũng phải lẹ lẹ lên. Bực mình quá à. Bị sao vậy? Chắc mình không diễn cùng các bạn được rồi, cơm cơm mình xuống đó lên rồi. Bạn bị té hay ai, sao bạn ngã? Không phải đâu, sáng nay mẹ mình chở mình đi học do vượt đèn đỏ nên bị xe khác vụn vào nên mình bị té xuống đường. Vậy mẹ bạn có sao không? Mẹ mình không sao nhưng mình ngồi sau không, do không vững nên mình bị té xuống đường. May mà xe khác không vụn vào, chắc nếu không mình lại vô bệnh viện mất. Tôi đang bội, mọi người cho tôi qua đi. Trời ơi, giờ trời, bực ghê vậy em. Bạn Trang đến trường nên vội quá, bị xe khác đụng lên tay chân, bạn ấy bị xương hết rồi à. Nên bạn ấy không tham gia lớp học mô phỏng các bạn, bạn ấy rất buồn. Tôi đang bội, mọi người cho tôi qua đi. Trời ơi, giờ trời, bực ghê vậy. Thôi, mẹ biết rồi, hai con lên xe đi. Từ nay á, mẹ không vượt đèn đỏ nữa. Đi. Mẹ sẽ chạy xe cẩn thận, không vượt đèn đỏ nữa. Thưa quý vị và các bạn, giữa những cuồng quay của cuộc sống hiện đại, thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh những người cha, người mẹ vội vã chạy xe xuống phố, tặc lưỡi bỏ quên luôn bao quy tắc an toàn giao thông cần tuân thủ, rồi cứ thế bỏ quên luôn khối nhận thức non nớt lẫn sự an toàn tính mạng của đứa trẻ phía sau xe. Nếu chỉ là những lỗi hiếm gặp, phụ huynh có thể ngụy biện rằng do vội vàng không để ý hay lâu ngày quên luật,
thế nhưng vượt đèn đỏ lạng lách là những lỗi chỉ có cố tình mới vi phạm được, thì cha mẹ lại rất thường xuyên mắc phải trước mặt con. Trong clip này, người mẹ chỉ vì sắp muộn giờ làm của bố mẹ nên vượt dăm 3 giây đèn đỏ, lách một chút sang làn xe khác cũng không sao. Những lý do hoàn toàn là ngụy biện đó của cha mẹ, vô tình ngấm dần trong nhận thức của con cái, rồi bỗng dưng biến thành chính đáng lúc nào không hay. Tuy bạn nhỏ trong clip may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng nếu ở trường hợp khác thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Một đứa trẻ có phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần hay không, phần nhiều phụ thuộc vào gia đình, đặc biệt là ảnh hưởng từ người cha, người mẹ. Ý thức tuân thủ luật giao thông cũng giống như nếp ăn, nếp ở. Chỉ cần được uống nắng, làm gương từ nhỏ, ắt sẽ trở thành lề lối, thói quen. Các bậc phụ huynh trước nhất hãy tuân thủ luật giao thông để làm gương cho con trẻ, cũng như để con được đến trường an toàn.